Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn hai chiếc đầu Pioneer DAC mang mã model là L50, hai mẫu model DAC quốc dân và cũng là hai model DAC bán chạy nhất trong thời gian qua bên shop em. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến hai mẫu, đó là hai mẫu máy màu bạc đẹp tới 98 và 99%. Máy về thì gồm có sách khiển dây nguồn xịn đi theo đầu, thiếu mỗi thùng là full shop thôi. Thì bây giờ em sẽ quay qua sách này, hai cuốn sách hướng dẫn này, dây nguồn này, khiển zin này, và khiển zin của nó, mã của nó là AXD7641 đấy. Thì để trở lại với cái hình thức của hai con này thì bây giờ em sẽ quay cái cận cảnh chi tiết hai chiếc đầu Pioneer N50. Hai con này rất đẹp luôn. Mặt phay nhôm các bác nhé. Màn hình trang bị màn hình 3,5 inch. Thế nên là nhìn rất rõ nét. Các bác nhìn này. Thì theo con như em thì con ở trên là sản xuất 2013. Con ở dưới sản xuất 2012. Hai con thì sản xuất không chênh nhau bao nhiêu năm cả. Đều là đát đời mới bây giờ. Mặt mũi góc cạnh không có xước xác gì cả. Đây là cái nắp nâng. Nắp nâng nó cũng không có móc méo này. Đấy, rất đẹp. Thì tiện thể bây giờ em sẽ quay luôn cả ruột gan cho các bác xem luôn hình thức bên trong máy móc nó như thế nào, linh kiện nó có những cái nào. Thì cái màng này là màng giải mã DAC nhá. Màng này là màng nguồn này. Đây nó sử dụng hai nguồn này, một nguồn của DAC và một nguồn của analog out này. Đấy, hai nguồn riêng biệt. Đây là màng nguồn analog. Thì ở dưới nó vẫn còn hệ thống mấy con IC nữa cơ, rất nhiều. Máy đẹp như mới các bác nhé. Ruột gan là cứ sáng loáng. Thì em sẽ quay qua cái số series con ở dưới là đắt 2012. Số series của nó là 0248 JP, dành cho thị trường Nhật nội địa, điện 100V, 34W, 50-60Hz. Máy được lắp ráp tại China. Con ở trên thì là 2013. Số series của nó là 6995 JP. Thông số đều như nhau hết. Thì đây là cổng AV Ramni này, em cắm dây mạng này thì em kết nối AirPlay này, phát nhạc trực tiếp tất cả các loại nhạc trên điện thoại iPhone vào con đầu L50 này. Và đây là đường quang từ TV. Đây có cả một đường cắm đường giải mã từ máy tính. Đấy. Đầy đủ các cổng chức năng và có cả cổng đồng trục. Các bác có thể kết nối những chiếc đầu CD có xuất âm đồng trục vào nữa. Thì được trang bị thêm một con này, được trang bị thêm một cái chức năng nữa là đọc USB, đọc ổ cứng và kết nối với điện thoại iPhone là bằng cái dây iPod cũng được. Đấy. Thì để bây giờ em sẽ test cái chức năng đầu tiên là cái chức năng đọc USB. Dòng đời không có mùa xuân.
Thì cái chức năng đọc USB thì em đã test ok. Thì bây giờ em sẽ test cái chức năng phát nhạc từ điện thoại iPhone qua chức năng AirPlay không dây. Nó đã nhìn thấy driver N50 các bác nhé. Em sẽ phát thử nhạc luôn này. Đấy, nhận luôn nhé. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Rồi thì cái chức năng ok, thì bây giờ sẽ test sang cái chức năng giải mã đường quang ở TV nhé. Ấn về guitar ngã xe tàn
dần mua mà ai còn đứng yên trong chiều sương xuống, tâm tư cô đơn trái ngược con tàu đâu sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hương theo một vòng. Thì ba cái chức năng cơ bản thì em cũng đã test ok hết rồi. Thì hiện tại thì con này em sẽ bán cho các bác với mức giá là 10 triệu đồng, tặng các bác một chiếc USB 32GB, một sợi dây quang và bảo hành cho các bác 1 tháng. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trên là 0966723489, xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Đấy, thì với mức giá là nó cực tốt cho một chiếc đầu có đầy đủ sách khiển phụ kiện 10 triệu. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Và lời cuối em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.